Sáng nay, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi khảo sát tuyến đường xã hội hóa ở phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát. Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã khảo sát công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường xe lửa cũ, đoạn từ đường DH604 đến giáp đường DH605, phường Chánh Phú Hòa. Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Bến Cát trong việc xã hội hóa các tuyến đường phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo tính kết nối khu vực, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuyến đường này có chiều dài 2,2 km với kết cấu là bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, lề mỗi bên 1,5 m, có tổng số tiền đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. 100% kinh phí từ người dân trên tuyến đường đóng góp từ công tác vận động theo chủ trương xã hội hóa, nâng cấp mở rộng đường giao thông trên địa bàn thành phố Bến Cát. Chia sẻ cùng người dân, Bí thư bày tỏ tình cảm, trân trọng những đóng góp của các hộ dân đã đóng góp kinh phí cũng như hiến đất làm đường giao thông theo chủ trương xã hội hóa. Bí thư đề nghị cần có báo cáo về mô hình, cách làm hay của tổ khu phố nhằm nhân rộng thêm nhiều công trình làm đường giao thông khác ở Bến Cát. Được biết, trong năm 2023, phường Chánh Phú Hòa đã thực hiện xã hội hóa và đưa vào sử dụng được 7 tuyến đường. Năm 2024, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đề xuất thi công 30 tuyến. Đến nay đã thực hiện được 19 trên 30 tuyến, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 16,8 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 11 km và hiện đang đẩy mạnh thực hiện các tuyến còn lại. Kêu gọi nhân dân có đất trong cái tuyến đường để mà hiến một phần đất của mình, của gia đình để mà mở rộng tuyến đường để nhà nước là phát triển đường nội đồng để người dân thuận tiện đi lại, làm ăn cho dễ dàng. Thì đây là một cái tinh thần rất tốt để mà nhà nước để mà giúp đỡ cho người dân. Tôi xin cảm ơn. Rất cảm xúc vì là trong sự mà mong muốn của bà con từ bấy lâu nay thì cũng nhờ nhà nước quan tâm để làm con đường xe lửa ngày xưa đã là ngày xưa lầy lội rất là nhiều nhưng mà giờ đã khôi phục lại. Chủ trương phát động xã hội hóa đã lan tỏa, thể hiện tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường cùng nhau đóng góp để góp phần cho sự nghiệp phát triển địa phương.